Năm chiếc bánh kính chào quý ông bà, anh chị em. Nhà thờ Công giáo mang ý nghĩa quan trọng nhất trong đời sống đạo, là nơi người Công giáo thờ phượng Thiên Chúa. Xét theo quy mô, nhà thờ có thể phân chia thành Vương cung Thánh đường là những nhà thờ có kỷ niệm đẹp hoặc biến cố tôn giáo quan trọng được Tòa Thánh Vatican phong tặng, như Vương cung Thánh đường Chánh tòa Đức Bà Sài Gòn. Nhà thờ Chính tòa là nhà thờ chính của một giáo phận, nơi đặt ngai tòa của giám mục giáo phận ấy. Nhà thờ giáo xứ, phần lớn giáo xứ chỉ có một nhà thờ. Ở những giáo xứ lớn, các giáo họ trong giáo xứ cũng có thể có nhà thờ giáo họ. Nhà nguyện thường chỉ dùng riêng cho một cộng đồng nhỏ, tu viện, bệnh viện, dòng tu. Chỉ riêng ở Việt Nam có hơn 10.000 nhà thờ tính đến năm 2010. Nhà thờ Công giáo gồm có những thành phần sau. Nhà thờ chính là nơi diễn ra các nghi lễ thờ phượng, thánh lễ hàng ngày, cầu nguyện, chầu thánh thể, thực hiện các bí tích. Cung thánh là nơi linh mục chủ tế thực hiện các nghi lễ. Cung thánh thường ở vị trí trang trọng và cao hơn để giáo dân có thể theo dõi thánh lễ. Phía trên có treo thánh giá, phía dưới thánh giá có nhà tạm, nơi cất giữ thánh thể, và một quyển kinh thánh, sách thật hoặc hình ảnh, tượng. Trên cung thánh còn có bàn thánh và bục giảng. Bục giảng, phần dành cho giáo dân dự thánh lễ, có các hàng ghế ngồi, quỳ. Xung quanh nội thất nhà thờ chính luôn có 14 chặng đèn thánh giá, là tranh hay tượng mô tả lại cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Ngoài ra, trên cung thánh còn có thêm tượng và bàn thờ Đức Mẹ Maria. Bên trái khi nhìn từ ngoài vào trong, Thánh Giuse, bên phải khi nhìn từ ngoài vào trong. Mặt tiền bắt buộc phải có tượng Thánh Bổn Mạng cho nhà thờ. Mỗi nhà thờ chỉ có duy nhất một Thánh Bổn Mạng hay các thánh tử đạo liên quan đến nhà thờ hay địa phương. Tháp chuông có thể cùng một kiến trúc với nhà thờ chính hoặc là một kiến trúc độc lập. Thường hạng mục này là cao nhất trong công trình. Trên đó có thánh giá. Nhà thờ đổ chuông để báo giờ lễ cho giáo dân hoặc trong các dịp lễ quan trọng. Hôm 19 tháng 5 vừa qua, Bộ Nội vụ ra lệnh đóng cửa 27 nhà thờ. Theo Đài Chân lý Á Châu, 27 nhà thờ Tin lành tại Nicaragua bị ra lệnh đóng cửa. 27 nhà thờ Tin lành thuộc giáo đoàn Kitô của Ngôi Lời bị nhà độc tài ở Nicaragua ra lệnh đóng cửa, mặc dù cách đây vài ngày, chính phủ này đã tuyên bố đảm bảo an ninh và tôn trọng nhiều thánh đường Tin lành tại nước này. Hôm 19 tháng 5 vừa qua, Bộ Nội vụ Nicaragua đã bãi bỏ tư cách pháp nhân của các nhóm Tin lành này, vốn hiện diện tại đây từ nhiều năm nay và thực hiện nhiều công tác xã hội phục vụ người nghèo. Báo chí ở Trung Mỹ cho biết, thứ Sáu ngày 19 tháng 5, trang mạng của giáo hội này đã bị xóa bỏ, trong đó có những thông tin về các nhà thờ thành viên ở Nicaragua và cả những dự án xã hội đang thực hiện, như tại các viện cô nhi, Veraru và BV. Nhà nước Nicaragua vẫn hành động như thế, và hàng trăm tổ chức, đặc biệt là Công giáo, đã bị chế độ độc tài này tịch thu tài sản.